dở, nó ngon mà. Mấy chuyện dở mà hả? Bốn người trọn rủ ăn hết, ăn chứ dở hả? Ăn dở như gì? Người ta ăn. Thích ăn vớ vẩn chứ còn... Giờ mua cho em coi. Không. Đây là mèo lợn đúng không? Phải con lợn đúng không? Là một trà sữa đây. Không có gì đi, hoành đầu về, cũng chở đâu. Hồi lúc trước anh họp, anh bận này, anh mua tình linh một cục bạch nè, bánh tráng nè, sữa nè, nè, đát nè, chó nè. Em hót xuống anh, họ thương về, phải lụng lên. Chó nè. Mua đất này, mua chó nè. Rồi. À nữa, em mua một thau bánh tráng với mấy chục nô đông. Mơ đi. Mấy chục nô đông kinh. Rồi em nói em mua nhiều măng nha. Ghê 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 ghê. Em nói hồi hành phi đó đâu bác? Ở kia, đoạn xe mình là mấy mà, đoạn xe mình trên đó. Trung Quốc kì à. Ôi, xe mình là bán. Rồi ra chợ. Tao có bán, sợ cho có bán không mà. Có ăn cái đấy, toàn đồ háo học ăn làm gì? Ăn á. Đồ thích ăn đồ Trung Quốc kì. Ờ, đồ Trung Quốc ngon mà. Trời ơi. Đúng ngon đi, em ngon đi, như đặt thôi. Để bắt đầu quá. Mai ập xuống anh lúc mưa gió nè, ở đây với em đi nha. Dạ. Tiếp rồi mua ảnh chụp này cho gió đi. Trời. Hôm nay là nước phụ vô cùng nhà luôn á. Lần trai mới lọ mà sợ. À. Bài đó là hồi dẹp hết này, cái mai vô. Ui giời, mưa này không có gió. Khi nào có gió thì anh ba này lượt. Anh né ghê trời. Ủa mình ghê anh né kìa nhỉ. Ủa xuyên. Coi đẹp kìa. Cái cua buổi tối chiều bác. Ở đây có bán cái mà khóa cửa nhà. Mày giấu bên tay không? Không. Không có gì vậy? Chứ không có bên tay nhưng mà có mà điện tử à? Chỉ có khóa nhà mã số thôi à. Có bên tay hả? Không. Nhà đất điên. Ở đấy xài bằng điện, nó không điện. Có mà, có cái nhà cảm ứng mình vô để bật điện mà. Ừ, đấy, nó phải nối điện. Ừ, thì giống con trai đó. Ừ, nó phải làm cả hệ thống. Được không? Có chuyên ngành bên chống trộm. Công ty khoảng cỡ mấy triệu, chục triệu một cái. Rồi, rẻ hả? Ừ, vô nhà, ấy với ta bị ra nó mở. Xài điện chứ. Không tức là đập để nhà luôn. Ủa, ai tin máy giấu cho tay được không ta? Nhớ các loại giấu bên tay của cái gia đình. Được đâu mà được. Yeah. Bây giờ mình lưu trước mấy bên tay đó, chục cái. Có giấu bên tay lại mới tốt. Chẳng may mà nói em lưu bên cái mà em đứt bên tay cái mà em dùng bên tròn không được đâu. Bên tay luôn á. Dạ, em ta thì nước green bên tay vào. Ê. Chân luôn. Nhiều nhiều quá đi, cái nuôi quá đi thằng hôm nay thằng chùm này nó cắt ngón tay này để nó vào nhà, hôm sau thằng khác lại cắt ngón nữa này vào nhà nữa. Mèo đó hết ngón tay luôn. Đúng không? Nên thằng chùm nào nó mèo bị mấy thằng chùm nó vào nhà luôn đúng không? Sao nó cắt ngón tay của mèo ấy? Không hiểu à? Con tạo này nhà khóa cửa khỉ anh đi hả? Nó muốn vào nhà mèo, nó nhà mèo giàu ngạn đúng không? Nó muốn vào nhà thì nó phải làm sao?
giết mèo nó cắt móng tay hoặc là nó cắt ngón tay của mèo đi nó vào nhà đúng không? Thừa nhà mèo nó cắt ngón tay mèo nó cắt à, mèo ép hết bị con tay. Gần gió tình yêu em hết rồi còn đôi mãi cứ đi đi. Ừ, em đi. Ô tô là phải nghe nè, em mua đôi chắc không phải. Tám mốt rồi, tám mốt tuổi, 81 tuổi đấy. Mấy cộng là 2000. Tập cái rồi bắt đầu rồi. À, số xoáy cắn mà. Không, cảm giác là muốn đập mèo chặt được không? Trái như ngay đây bán gì đâu mà. Không, không biết bây giờ. Sao phải mua em? Mua không bảo. Ăn mà thuốc có phi trứng cút không? Không. Không có hả? Ừ. Còn đây đây hết rồi, còn đây mãi cứ đi. Yeah.
Hả? Tất nhiên là cái nào ngon. Dạ trả lời không, cái nào ngon. Mình nhiều bánh chuột đó. Anh thích bánh cậu nhưng mà cái nào ngon vui lên. Rồi. Ok. Đập cái rồi. Nhậu cái đợt nọ này. Nó ngày xưa ai lá ngọc cành vàng, ai đèo lý ca sang. Trời ơi, chưa được một tí mà 500 ngàn nữa hả? Trời ơi, nhà hàng thì sao nói chuyện lắm vậy. Một tí trong xuống là nhiều. Chưa tới 200 nữa. Cá bấm muối Hồng Kông anh chưa ăn gì. Nó ăn này. Nó 10.000 nó đập mặt cho. Chúng mua có 2.000 bánh mì. Chém người gọi trên cục quản lý thì chơi biết là đập. Đập ở trên luôn. Cái gì? Không mua. Mua không? Mua gì? Vậy nó mua không bảo. Sao anh còn quần cái này mua? Vậy nó mua không? Mua gì? Cái nói nào? Trộn xa kinh bắt đi về mưa chết à? Mua đâu, đi tanh đi. Em là con rồi mà em sẽ kêu á. Không, mưa ra gì. Hay là mưa không ngủ chỗ anh. Trời chết. Không thì lại leo luôn đi mua đâu. Nãy em nói rồi, chú ý em vậy đó, diện này sẽ là đỏ thiếu niên. Để làm gì? Tiền mua về cái tiền dục chứ có. Lứa về sân đỏ thiếu niên gặp người chạy mãi rồi đấy mua. Mười thì được. Mua gần đây, anh thì nghĩ gần đây có món gì ăn mà cho nóng nóng. Chú trong khi trời đang mưa thì anh nghĩ đi rồi em cho mua gần. Nóng có trà kích. Nhâm gì đâu một cái vậy, kết nóng rồi nhỉ? Ngoan, kết sướng kinh. Dạ kinh rồi ăn lần sẽ nhớ mãi. Rồi nó ăn có không dở thì ít thì nói như vậy cho nhiều đến mấy chỗ khác cho bạn. Thích ăn cái gì? Nuôi chứ dở, chỗ này dở bán làm gì? Chỗ đó là bánh, chỗ nào cho nó xa. Chỗ nào? Chỗ nào? Xa lắm, nên em kêu nó mua gần đó. Anh đi tỏ đó là thả tỏ đó. Tiền đây, bánh trộn đi. Chỗ nào ngon? Chỗ nào?
dở lắm. Em biết không dở rồi, em không dở thì em mua cái nào? Để chỗ này đưa bánh trắng lại trộn cho. Ừ, ghê, kinh như cái 5.000 hộ. Đã gô luôn, hộ luôn, chắc khăn đi. 5.000 là gì à? 500 đồng thì khó kiếm lắm. À, tương lai nó thành 5 tỷ ạ. Mưa rồi.